xin chào quý vị, chúc quý vị có một buổi sáng cuối tuần thật tốt lành. Và quý vị đang đến với bản tin Cà phê Sài Gòn ngày 2 tháng 7. Chúng tôi sẽ điểm qua ngay sau đây các thông tin nổi bật nhất. PMI tháng 6 vẫn trên mức 50 điểm, lĩnh vực sản xuất tiếp tục cải thiện. Bộ thông tin truyền thông cho biết sẽ lập đường dây nóng để tiếp nhận xử lý các vi phạm trên mạng xã hội. Nửa đầu năm GDP tăng trưởng giảm tốc. quý vị theo báo cáo của chính phủ công bố tại phiên họp thời kỳ chính phủ 6 tháng đầu năm vào chiều ngày 30 tháng 6, thì tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam nửa đầu năm 2016 ước đạt 5,52%, nghĩa là thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái và đang ở khoảng cách khá xa so với mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho cả năm nay. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, nửa đầu năm 2016, tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước có dấu hiệu chững lại và thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tính chung 6 tháng đầu năm 2016 tăng 5,52%. Theo nhận định của chính phủ, mức tăng trưởng này thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2015 và đang ở khoảng cách khá xa so với con số mục tiêu tăng trưởng 6,7% cho cả năm nay theo bộ kế hoạch và đầu tư để đạt được mức tăng trưởng 6,7% cho cả năm thì nửa cuối năm 2016 tốc độ tăng trưởng phải đạt 7,6%. Đây là mức tăng trưởng khá cao và khá khó khăn trong bối cảnh kinh tế hiện tại. Trong đó chỉ có thể trông đợi tăng trưởng ở khu vực xây dựng, dịch vụ và du lịch, đây là những nhóm ngành vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng lạc quan, đặc biệt là nhóm ngành xây dựng đang có mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 6 năm qua. Tuy nhiên, báo cáo tại phiên họp từ các bộ cũng cho thấy nhóm ngành nông lâm thủy sản, khu vực đóng góp đáng kể cho kinh tế và xuất khẩu nửa đầu năm nay có tốc độ tăng trưởng âm. Đây sẽ là một thách thức khá lớn cho kinh tế trong nước cũng như khả năng tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu cho cả năm. Trong nửa đầu năm nay, kim ngạch xuất nhập khẩu chỉ tăng trưởng 5,9% và đang thấp hơn gần phân nửa so với mục tiêu tăng trưởng của cả năm mà chính phủ đã đề ra hồi đầu năm. Trong số các địa phương, hiện thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì được đà tăng trưởng lạc quan trong nửa đầu năm nay. Cụ thể, GRDP của thành phố 6 tháng đầu năm đạt mức tăng 7,4%, cao hơn so với cùng kỳ. Và theo dự báo của chính phủ, có khả năng thành phố Hồ Chí Minh có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng 8% cho cả năm và thúc đẩy cho tăng trưởng chung của cả nước đáng kể. Thưa quý vị, tiếp tục trụ vững trên mốc 50 điểm. Chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam tháng 6 do Nikkei vừa công bố cho thấy lĩnh vực sản xuất trong nước tiếp tục có dấu hiệu cải thiện. Số liệu Nikkei cho biết trong tháng 6 năm 2016, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI của Việt Nam đạt mức 52,6 điểm, hầu như không thay đổi so với kết quả 52,7 điểm trong tháng 5. Báo hiệu sức khỏe của lĩnh vực sản xuất vẫn tiếp tục cải thiện mạnh mẽ. Cũng theo Nikkei, các điều kiện sản xuất đã cải thiện hơn trong suốt 7 tháng qua, Sản lượng ngành sản xuất tháng 6 cũng có mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Số lượng đơn hàng mới dù yếu hơn so với tháng 5 nhưng vẫn tiếp tục tăng mạnh, nhờ đó công việc tồn động cũng giảm theo. Ngoài ra, nhu cầu sản xuất cao hơn đòi hỏi các nhà sản xuất phải tăng số lượng nhân công và các hoạt động mua hàng. Mức độ việc làm vì thế cũng tăng nhanh hơn so với tháng 5 trong thời gian tới sẽ có đường dây nóng tiếp nhận kịp thời phản ánh từ người dân về các trang mạng xã hội vi phạm như chia sẻ hình ảnh trực tiếp nhằm mục đích khiêu khích bạo động đây là một trong những nội dung thuộc công văn mà cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông vừa gửi đến các đơn vị liên quan cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin truyền thông vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan về việc rà soát xử lý các trang thông tin điện tử và mạng xã hội vi phạm trong đó việc yêu cầu các sở thông tin truyền thông địa phương thiết lập công bố công khai đường dây nóng để kịp thời tiếp nhận phản ánh từ người dân về các trang mạng xã hội cho phép chia sẻ những hình ảnh không lành mạnh trực tiếp nhằm mục đích khiêu dâm hoặc bạo động là nội dung được chú trọng Sở dĩ có yêu cầu trên là do thời gian gần đây có nhiều trang thông tin điện tử, mạng xã hội cho phép người sử dụng đăng tải, chia sẻ và bình luận các thông tin hình ảnh phản cảm không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Chuyên mục bản ngày một con số ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhắc đến con số 10.000. Đây là số biên chế tinh giản được của các cơ quan nhà nước trong vòng nửa đầu năm nay. Thưa quý vị, tại phiên họp chính phủ diễn ra sáng ngày nay, thì Bộ Nội vụ cho biết tổng hợp báo cáo từ các bộ ngành địa phương trong vòng nửa đầu năm, cả nước chỉ tinh giản biên chế được hơn 10.000 người, trong khi đó mục tiêu của cả năm là đến 40.000 người tính luôn năm 2015 thì đến nay cả nước đã tinh giản được hơn 15,7 ngàn người, một số bộ làm tốt như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên Môi trường. Theo kế hoạch đã đề ra thì các bộ ngành địa phương phải tinh giản tối thiểu 10% cán bộ công chức viên chức trong khoảng từ năm 2015 tới năm 2021. Nguyên tắc tinh giản là hai ra một vào, tức là chỉ được tuyển 50% trên tổng số những người đã nghỉ hưu và được tinh giản. Cho đến nay thì số lượng cán bộ công số lượng cán bộ và công chức viên chức của cả nước vào khoảng 2,6 triệu người. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7, thì 14 luật sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, thì hàng loạt những chính sách mới trong lĩnh vực kinh tế, xã hội sẽ được áp dụng. Ngay sau đây, mời quý vị cùng điểm qua một số chính sách đáng chú ý. Từ tháng 7 năm 2016, luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo có hiệu lực. Đáng chú ý, luật này định rõ nguyên tắc quản lý tài nguyên biển và hải đảo phải dựa trên tiếp cận hệ sinh thái, bảo đảm tài nguyên được khai thác sử dụng phù hợp với chức năng của từng khu vực biển và trong giới hạn chịu tải của môi trường, bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển. Theo yêu cầu của luật thú y, động vật giết mổ để kinh doanh phải là động vật khỏe mạnh có trong danh mục phải kiểm soát giết mổ và được cơ quan thú y kiểm soát theo quy trình. Việc giết mổ phải tiến hành tại các cơ sở tập trung. Tại các vùng chưa có cơ sở tập trung thì vẫn phải đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y. Cũng từ tháng này, theo một số hoạt động dịch vụ không chịu thuế VAT như dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, thu mua sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi thủy sản, chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ mới sơ chế. Kể từ ngày 1 tháng 7, luật trưng cầu ý dân có hiệu lực. Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày trưng cầu ý dân có quyền bỏ phiếu để biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân, trừ một số trường hợp có quy định cụ thể trong luật này. Theo luật tố tụng dân sự, kể từ nay, tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng. Việc giải quyết vụ việc này được thực hiện theo các nguyên tắc do Bộ luật dân sự và Bộ luật này quy định. Tháng 7 cũng là thời điểm luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân có hiệu lực, trong đó luật quy định người bị chất vấn phải trả lời trực tiếp đầy đủ vấn đề mà đại biểu Quốc hội đã chất vấn, không được ủy quyền cho người khác trả lời thay. Thưa quý vị, trong phần tiếp theo của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển quý vị tiếp tục những câu chuyện nổi bật trong nước. Bất động sản Việt Nam có khả năng được hưởng lợi sau vụ Brexit vào siêu thị khó khăn các doanh nghiệp tính chuyện tập trung hơn vào kênh bán lẻ truyền thống